Quy trình thực hiện sơn mài nhà thạch cao. Hướng dẫn chuẩn bị trước khi sơn trả nhà thạch cao. 1. Làm sạch bề mặt cần bá. Bề mặt nhà thạch cao đọng nhiều bụi bẩn sẽ ảnh hưởng đến quá trình thi công, khiến mặt lồi lõm, thao tác sơn mài gặp nhiều khó khăn. Do vậy, bạn nên làm trả phẳng tất cả những chi tiết gồ ghề trên bề mặt, loại bỏ bụi bẩn, hạt cát, giúp quá trình thi công được diễn ra dễ dàng hơn. 2. Chuẩn bị dụng cụ cần thiết. Để quá trình thi công bản trần thạch cao diễn ra nhanh chóng, không mất thời gian, gia chủ cần chuẩn bị những vật dụng thật cần thiết, ví dụ như máy mài, giấy nhám một bả, dụng cụ chét một bả. 3. Giữ trần nhà luôn khô ráo. Trần nhà thạch cao phải đạt độ ẩm tiêu chuẩn thì mới có thể tiến hành bả trần. Nếu nhiệt độ quá cao sẽ khiến lớp bả nhanh xuống cấp, dẫn đến tình trạng bong chóc, phồng rộp. Ngược lại, độ ẩm quá thấp sẽ khiến lớp bả dày dạn, không có tính thông nhất và không gắn chặt vào bề mặt trần thạch cao. Quy trình sơn mài nhà thạch cao. Bước 1, trộn bả Skimbad. Bạn tiến hành trộn bả Skimbad theo chỉ dẫn của nhà sản xuất. Ví dụ, một bao Skimbad nội thất sẽ trộn đến 14 đến 16 lít nước. Lưu ý, để tránh quấn cục, bạn nên đổ bột vào nước, không nên đổ nước vào bột trong quá trình trộn. Bạn có thể từ từ và khuấy đều cho đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Bước 2, tiến hành bả trần thạch cao. Nếu trần thạch cao chỉ mới được thi công thì bạn nên chờ trần khô hẳn rồi mới tiến hành bả lên khoảng 7 ngày. Trong trường hợp trần quá khô, không đảm bảo tiêu chuẩn thì bạn có thể làm ẩm bằng cách sử dụng Duro lăn qua nước sạch. Tiếp biến gia chủ, chét bả lần thứ nhất với độ dày khoảng 0,8-1mm để khô ở trên nhiệt độ 30 độ C trong khoảng 16 giờ đồng hồ. Và lần thứ hai, bạn vẫn chét bả bột có độ dày tương đương với lần thứ nhất và cũng chờ khô ở khung thời gian tương tự nhiệt độ như vậy. Bước 3, kiểm tra chất lượng bả trần thạch cao sau khi thi công. Ở bước này, bạn nên kiểm tra mức độ hoàn thiện của lớp bả đã đạt tiêu chuẩn hay chưa, độ phẳng mịn đã đạt yêu cầu hay không, rồi mới chuyển sang bước tiếp theo. Sau cùng, bạn dùng rẻ sạch hoặc nhờ đến máy nén khí để làm sạch lớp bụi phấn bám đọng trên bề mặt thạch cao, chờ lớp bả khô trong khoảng 24 giờ. Với bạn có bắt thể bắt tay vào quá trình sơn lót, sơn phủ để đảm bảo những thẩm mỹ. Mọi người có thắc mắc hay góp ý thì hãy để lại bên dưới giấy để có nhu cầu tìm hiểu về sách nhà chọn gói. Hãy liên hệ với mình ở Hoàng Nam GSC để được tư vấn miễn phí qua số điện thoại 0989 101 061.